Trong chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 12 tỷ đô la Mỹ. Đây là giá trị các thỏa thuận thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ vừa được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong số này có thể kể đến biên bản ghi nhớ có ràng buộc về hợp đồng bảo dưỡng động cơ máy bay Pratt & Whitney trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la. Bản ghi nhớ về dự án kho cảng khí đốt hóa lỏng tự nhiên Sơn Mỹ trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la. Bản ghi nhớ về hợp tác cung cấp khí đốt hóa lỏng tự nhiên và đầu tư thượng nguồn. Đáng chú ý, hãng hàng không Vietjet cũng ký thỏa thuận lựa chọn Pratt & Whitney, công ty về thiết kế, chế tạo và cung cấp dịch vụ động cơ cho đơn hàng 10 tàu bay mới của Vietjet Air. Thỏa thuận trị giá 600 triệu đô la theo giá niêm yết. Trước đó một năm, nhân chuyến thăm cấp cao nhà nước của Mỹ tới Việt Nam, một hợp đồng đặt mua 100 máy bay trị giá 11,3 tỷ đô la cũng được ký kết giữa hãng hàng không Vietjet Việt Nam và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing Mỹ.